Đây là tài tử. Ừ. Nhắm mắt được không? Ngay cả một giường không? Em muốn có ăn không đó. Thường nó làm hay mua ăn ăn cử một lần. Cố gắng. Nhà em mới có ăn gần được. Em một phải đâu. Ngay từ lắm đã. Ngon chút thật. Làm cục lên. Cục nữa nha. Chào mọi người đã quay lại với kênh của em nha. Hôm nay em sẽ ăn cơm trắng cùng với thịt ram nha mọi người. Ôi, bữa nay em ram một đĩa to thử rưới luôn nè. Nhìn thấy hấp dẫn không? Ôi, chảy nước miếng luôn nha mọi người. Em sẽ ăn cùng với một rổ rau sống nè. Đây là rau cải và một mớ khèo đèo nha mọi người. Bữa nay em không có ra chợ cho nên không có mua dưa leo. Chấm chén nước mắm siêu ớt luôn. Em là ăn cái gì cũng phải có ớt hết. Tự nhiên nó thèm cay, ăn cay không có được nhiều trơn á, nhưng mà nó thèm. À, ok, trước khi ăn em uống nước nha. Đây, ca nước. Mọi người thấy cái bình của em đẹp không? Trời ơi, em sưu tầm bình lắm. Ồ. Nhất cái nách. Ok. Rồi bây giờ em xin mời mọi người ăn chung với em nè, xin mời. Mày cố gắng nha. Để ăn cục này. Cục này là tài tử. Ra mắt cái vừa ăn nha. Sắc không nhỉ? Có lạ. Cái rõ hơn. Ngon quá. Nam sẽ ăn sườn không? Em không có nấu canh. Ngon quá trời. Em đã ăn khô. Hết chân canh. Còn hả, ăn canh là ăn canh không? Ít ăn lột kho ram. Hôm nay mưa gió bão bùng, em có đi chợ nên nhà có gì ăn đó. Thường á là em hay mua đồ ăn á, ăn trữ trong tủ lạnh. Cái này cũng bỏ trong tủ lạnh nên chắc cũng 2-3 ngày. Phòng trừ khi mà trời mưa gió. Biến như chợ. Ngon ăn. Cục ra ngon.
Rất rất. Cân gia dùng trực. Ngon quá. Có gần nhà em ít có ai ăn gần được. Em mà phá gần ngay thật sự đó đã. Thích ghê. Nước mắm đi không? Mọi người ăn á. Em ăn nước mắm nem hương. Cái gì tính nó không mặn, ngon. Ờ, nó mắm còn kho á. Viên gan gì nữa. Nước mắm cá ngừ á. Ơ, nước mắm người thu. Nước mắm nó là bao mặn luôn á, ăn sống không có nổi. Mặn. Niêm niếm nè. Ít rồi. Để mặn. Ăn một khoái ăn khai rằm chấm nước mắm. Ngon mọi người thử. Được quá. Này hay có thêm dưa leo nữa không? Chưa giờ. Ngon xuất thần.
Làm một cục nữa nè. Ngon. Voilà. Ngon quá trời. Sắc luôn. Ăn nãy giờ bơ bơ vậy đó. Học nữa nha. Rất là ngon. Em cũng ăn cao lắm. Thịt này mình đam vừa ăn nên mình không cần chấm. Nước mắm này mình chấm rau. Có đã kiếm một cục nữa nè, cục nhỏ nhỏ. Ăn cơm nha mọi người. Sao cả này ha, bữa nào mình muốn thịt á. Mình bỏ vô, kẹp, ngon. Xuất sắc. Ăn vậy mà muốn hết đĩa. Một mình thử ra mà. Phê mà chữ ai kéo dài rồi nha mọi người. Nếu mà em đến đây là hết nha mọi người. Mọi người thấy ăn ngon miệng với lại đồ ăn của em nhìn cũng hấp dẫn. Nói chung cũng được nha mọi người. Nhìn ăn rất là ngon nha. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và ủng hộ em rất nhiều. Bye bye và xin hẹn lại. Yêu mọi người.